chúng ta chú ý một vài cái từ ngữ của tiếng Việt. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, an ủy tầm xưa. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, an ủy tầm xưa. Vai chi. Vai tư chỉ ghê. Vai chỉ cho sự doanh nghiệp nước ngoài có thể. Vai chỉ, dễ hiểu vai chỉ, thân là vai của chỉ ghê. Vai tư chỉ ghê. Cô số vai chỉ, vai tư chỉ ghê. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh. Cái từ đó của tiếng Việt chúng ta thực chất đó là cái này. Hứa tư chỉ ghê. Hứa tư chỉ ghê duyên vấn tầm rua chứ đâu mà. Doanh nghiệp liên doanh. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Cái doanh nghiệp đó người lãnh đạo là người Việt Nam. Nhưng mà người vốn đầu nước ngoài họ đầu tư vào. Thế doanh liên doanh là một bên có vốn của Việt Nam và một bên là của nước ngoài. Liên doanh. Lãnh đạo trưởng thì có thể là nước ngoài có nhiều của Việt Nam liên doanh. Vậy thì hứa tư chỉ dễ tiếng Việt người ta gọi là doanh nghiệp liên doanh hoặc là các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh. Hai cái đó ghi cho rõ. Sau khi nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật, nộp thuế gì đó tiếng Trung nói thế nào cả lớp ai biết? Chào na sầm sầm sụy, nộp thuế gì đó. Cái này các bạn ghi vào, nếu như công việc sau này về công ty chắc chắn là sẽ sử dụng này. Nộp thuế gì đó tiếng Trung sẽ phải nói chào na sầm sầm sụy. Ví dụ nộp thuế thu nhập. Thuế thu nhập là gì cả lớp nói cho nào? Thuế thu nhập là gì? Sổ thuế không phải sổ thu thuế đâu. Nộp thuế thu nhập, nộp thuế xuất khẩu, chào na thu khẩu thuế, nộp thuế nhập khẩu, chào na chiên khẩu thuế, nộp thuế gì nữa? Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập doanh nghiệp. Chỉ ghi sổ thuế. Đây là chỉ ghi sổ thuế. Nộp thuế giá trị gia tăng, tăng trưởng thuế, nộp thuế muốn bài, vân vân. Có rất nhiều loại thuế. Các bạn nghĩ ra chúng ta sẽ giải quyết những cái từ đó tiếng Trung nói là gì? Đấy là mới là học. Chúng ta phải hết sức chú ý cái đó, nó rất thiết thực cho các bạn. Nộp thuế. Bây giờ chúng ta có một cái nộp thuế. Vừa rồi thầy đã nói chào sợi nộp thuế. Nộp thuế không ấy, chỉ nói nộp thuế. Nộp thuế chào sợi, không nói nộp thuế gì. Nộp thuế chưa? Chào sợi thôi mà. Chào sợi. Nộp thuế còn có thể nói là na sợi. Chào na khi phân khai. Chào sợi na sợi. Chào na sợi mà sợi. Chào na sợi. Sau khi nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật, tiếng Trung nói là sau khi nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật, tại an trao phải lý quy định chào na sửa túa xây ý không, đúng không? Có thể chuyển thu nhập hợp pháp của mình ra nước ngoài. Cái câu này bạn nào nói được? Sau khi nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật, có thể chuyển phần thu nhập hợp pháp của mình ra nước ngoài. Chuyển thu nhập hợp pháp của mình ra nước ngoài. Ví dụ mấy cái ông thầy ông đang quá nhiều tiền, dư tiêu không để hết, cho nên họ phải chuyển về cho gia đình họ. Cái đó là đương nhiên. Ở chúng ta thì nộp thuế thu nhập, các bạn ở công ty nếu mà lương trên 10 triệu, 20 triệu là phải nộp thuế thu nhập 10%. Thì đó, bây giờ đi dạy cho các trường cũng phải nộp 10% được cá nhân đấy. Thì các cái những người nước ngoài làm việc ở Việt Nam thì phải nộp thuế thu nhập với lệ thuế suất rất là cao, ít nhất là 30%, nhiều là 50%. Ví dụ như là
là 60.000 đô la như cái ông thầy bóng đá của ta đang thua liền chuyện đấy, thì cũng sẽ phải nộp tới một nửa. Về sau khi nộp thuế thu nhập, phần còn lại được chuyển ra nước ngoài. Được chuyển